Ơi, đàng hoàng em, đàng hoàng. Từ từ thôi. Ốp đó. Từ từ. Đó, chú ông con ngay, chú ông con luôn, chú ông luôn. Từ từ hả? Quả trời cá của chú anh chị ơi. Không không cũng mệt nữa. Ủa cái đậu bị gì chú ơi? Nó nằm nhậu. Trời ơi, không nổi luôn, hằng ơi, không nổi luôn. Quá trời con cá à. Kìa. Trời ơi. Ủa, mẹ cá bơi không nổi nữa mà. Ôm sao ôm lên thằng ơi. Ôi, có chừng nha. À, còn hai con màu đen nữa. Dạ kính thưa cô chú anh chị, trên tay của Mạnh đang cầm ngải đen, ngải chống độc của Cao Trung Sơn hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, thần kinh tọa, viêm son, viêm nhiễm, viêm búi chỉ, đặc biệt là di căn tế bào ung thư. Cô chú nào có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình. Vô tới chỗ rồi cô chú chị ơi, tới chỗ mà Hằng vô nhà hái tận nơi nè, hái dừa là tự vô. Leo luôn cô chú anh chị, tự leo luôn á. Cái đường vô nhỏ xíu à, chạy cũng nguy hiểm quá cô chú anh chị, cái đường lộ nhỏ. Nhờ mấy cây này nó lùng lùng đỡ ha, mà nó leo mấy cây cao là căng à. Để coi có ông không ăn ơi. Leo được không? Coi tài leo dừa của em Hằng đây. Không cần dây luôn hả? Chừng gách quần nha. Gách quần là khổ. Ê, mặc quần cục đó nghe Hằng ơi. Trời ơi, leo kìa. Trời ơi à. Quá lẹ luôn cô chú anh chị. Đó, leo lên, hái, chuyền xuống. À, nhờ mấy cây thấp thấp cũng đỡ ha. Đúng rồi, mấy cái dừa thấp cũng đỡ. Chuyền dây hả em? Hồi đó giờ chèo dừa mà có khi nào tàu dừa này qua tàu dừa kia là khỏi xuống đất không? Có chứ. Có luôn có hả? Có luôn hả? Là chuyền qua vậy đó hả? Thôi đừng có làm mấy cái đó hơi căng nha. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm à. Nói nắng thì chèo đỡ mà mưa cô chú anh chị, tại vì dừa thường á. Em khép cái quần lại hẳn ơi. Trên cao quay lên nguy hiểm hẳn ơi. Cô chú anh chị là trơn, cây nó trơn lắm, bị gông á. À, mặc em có dưới này tụi anh quay lên đó nghe. Quay lên mà tối về vợ em xem được là hỡi ơi à. Có lộ gì không nghe, về anh coi kỹ video anh mới up mới được. Ừ. Đây. Ừ, đúng rồi. Leo vừa quần dài sao leo? Dạ. Đây là bạn của em Hằng là hỗ trợ này cô chú anh chị. Em tên gì em trai? Dương. Em Dương ha. Dư. Ta tên Dư giả đó. Có vợ chưa Dư? Có vợ rồi. À vậy hả, nhiêu tuổi rồi em? 26 tuổi ha. Em hỗ trợ cho Hạnh đó ha. Có đâu bạn tốt quá trời luôn nè. Đây là vườn dừa của em Dư này luôn á. Là Hạnh là mua trong này không đó hả Dư? À không, gầy mới rửa mấy cây lại ăn lấy trái ăn sao. À, vừa trái sai quá. Quay con Dư nè. Đây là con gái của Dư hả? À, con nhiêu tuổi rồi? Rồi chút tối con bắt lên tivi là thấy con trên tivi á. 7 tuổi rồi, chồng găng lại đi nha. Ăn kẹo nhiều lắm nè. Đó, bắt đầu chuyền dừa xuống nè. Rồi chuẩn bị nha. Rồi tránh ra. Tránh xa ra. Có cây nào mà leo cao dữ không hẳn? Đó, bắt đầu kéo luôn nha. Kéo xuống. Đó, tránh ra. Ôi. Kéo từ từ xuống á. Ngon lành nha. Đó. Trời ơi, quá ngon lành ha. Quá tuyệt vời luôn. Ô, ngon lành. Đó, vậy đó là dễ dàng. Vậy là lụm lúa phải không? Thế cây này được mấy quầy em? Quầy hả bạn? Cây này chắc anh thấy có quầy một quá à. Tại vì mấy quầy kia thấy nó già rồi. Rồi xuống đi. Đó, vậy là được một cây, được một quầy. Này leo chắc chục cây quá. Xuống đường nào? Xuống em ơi, xuống mé mé bên kia đi nha. Trời ơi, làm gì hả? Ơi, đàng hoàng lấy đàng hoàng. Rồi. Có chừng cống quần. Ơi, đừng có tuột nha. Tuột nó cọ à. Nó cọ tối về vợ hỏi xong đỏ hết à. Mặc quần cục đó là xuống từ từ thôi, đừng có cọ quá. Xuống gì mà nó ma sát quá trời vô biết nữa. Lúc em xuống em phải thả, đừng có đụng.
Nó ngon lành. Thấy da thấy chưa nè. Sao? Không quay đó được, quay đó cứng không? Dạ chút rồi em muốn chặt ra nó uống thử rồi ăn không? Trời ơi. Được uống thử nè. Trời ơi, trai. Rồi em trai này được quá, anh này là bạn của bạn được quá. Chặt cho mấy anh uống thử luôn hả? Cảm thử rồi luôn. Nhiều lắm nha. Ở đây nhiều khi ở đây mình có dừa dĩ việc kêu bằng dừa dứa rồi không ha Dư? Không, này có dừa loại dừa dứa rồi uống như lá dứa vậy nha, thơm lắm. Có lắm. Đúng rồi, đó. Thằng nhỏ con ngồi thấy gọn quá ta. Ừ, đây là cô chú anh chị nhờ mấy cây lùng lùng nha. Rồi xích xích xa ra nha. Bây giờ để chiền xuống. Cột vô. Rồi rồi, từ từ, cột vô. Ủa cái này có hai trái mà. Dạ, hai trái phải không? Chụp thuốc hết chưa nè. Thôi, chiên 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 từ từ. Trời trời ơi, đu. Trời ơi. Này đó có lá banh thủ môn gì không? Nhớ nhớ chào dừa mà chào xuống, xuống kỹ kỹ, xuống gì đâu. Thấy ma sát quá trời anh lo quá à. Nghe hả? Không đại được. Mặc quần cục đó xuống từ từ thôi ông ơi. Từ từ, từ từ. Rồi, được hai quầy. Đó. Rồi, một quầy nữa. Chiền xuống thấp thấp xuống rồi. Ê, ơi. Trời ơi. Ủa trái này cắt cái buồn này ngon nè. Thấy buồn này ngon quá nè. Ngoài bên đó được á. Còn dây đi. Cứng thôi. Cứng thôi đi kiếm tại vì cứng quá mình khó bán. Quá quá già tao. Hơi già bạn ơi. Ngoài đó hơi già cô. Buồn nè, bây giờ lấy. Ồ, nấm dừa nè cô chú anh chị. Dừa. Ở đây cô này là dừa đại gia khu này nha. Dừa của cô hả? Rồi à. Cô à, hẳn vô đây là mua dừa của cô không hả vậy? Đây là mẹ của em Dư, đúng dạ. Không Dư, chị? Bà vợ Dư. Bà vợ vợ hả? Dạ. Chắc đây mình bán giá sỉ cho em không hả cô? Ừ. Dạ. Đại gia mà. Bởi vậy thấy em nói khổ nhỏ quá. Nhỏ thôi đại gia khu này đó. Bởi vậy. Hình như là nghe nói là tới 500-600 công ruộng gì lận á. Có ra 50 công được rồi. Trời, 50 công hả? Trời ơi 50 công luôn cô chú anh chị. Chị nó bẻ dừa. Dạ. Còn đâu nữa cô? Dạ, dạ, nè, chị, ở đây có mít gì nữa nè. Ủa hẳn đi đẳng rồi. Ủa nó đi đâu vậy? Đi đẳng kìa. À, cô chú anh chị chia sẻ mạnh lên ha. Chia sẻ này ủng hộ cho hai vợ chồng của em hẳn của chú anh chị. Thằng à. Ôi, thì anh lấy mấy ông hút được con. Thì anh lấy mấy ông hút gì vậy? À, leo. Ờ, quay này cái này là nè. Lấy tặng nơi tặng gốc đó cô chú anh chị, lấy tặng nơi luôn cho nên cái giá nó với bạn bè của hẳn á cho nên giá nó mềm. Ôi ơi xuống 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 ơi 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 mày bỏ đi em ơi. Rồi để gì khi nó khám em cái là sưng tùm lum hết trơn à. Ủa mình rửa là sao Dư? Đập bẻ đồ ra đó hả? Chị kể ăn ơi. Là em leo lên hả? Em leo lên em rửa hả? Trời ơi. Cao cả nào em leo được. Thôi hay quá vậy Dư. Cả nào cũng leo được luôn hả? Rồi. Đó cô chú anh chị chia sẻ mạnh lên cô chú anh chị ơi. Cho em hẳn hai vợ chồng một like rồi chia sẻ mạnh lên. À, cho mà phải cho mấy chú uống dừa không? Phải không? Ôi rồi nghe mới chú cha đi chồng gắn lại nghe con. Nghe mới chồng gắn lại đi. Bé dễ thương quá nè. À, thấy cưng á. Có duyên á. Dắt con quần lại em trai ơi. Cái này có già không nghe. Dừa không? Nó có già quá bạn em bớt nghe bây giờ là không có tiền nữa. Ngon lành luôn hả? Em ngồi đàng hoàng nha. Mốt trèo lên cây dừa mặc cái ống quần nhỏ nhỏ một chút nghèo. Trèo cây dừa mà ống quần rộng quá. Tại vì mặc cái quần cục thì dễ trèo cô chú anh chị chứ cái quần dài thì đâu có trèo được. Em nhận em hẳn không nhận trèo nhận lẹ thiệt. Từ từ thôi xuống từ từ thôi quà này nặng. Cái cây cả 50 mét đâu trèo được không hẳn? Dạ 30 trèo được. Ồ 30 cũng trèo được luôn hả? Xuống tới trên phải dưới mệt xíu. Ừ dỗ quá trời ta. Ồ leo lẹ lắm chú.
rồi là kéo từ từ nặng nha. Lộn địa chỉ rồi, lấy không có lấy cái dao. Từ từ thôi. Chích ra đi con, ra đi con. Phạt đầu con. Rồi, vô. Ồ. Từ nha, từ từ nha. Ồ, hay quá, chuyển vô, sao lấy ta? Đây để anh cầm đây, cho anh cầm con dây vô. Để cho chú Vịnh em ảnh, chú Vịnh đi. Đó. Ngon ngon lành, đó. Xe, xe. Đại gia hả? Đại gia kinh 6.000 đây. Đừng thấy quầy em. Sao mày? Ba quầy hả? À, cầm dây luôn hay cầm dây luôn hay? Có quầy kia đây đâu không? Được, quầy bên đó được. Quầy bên kia được, quầy phía sau được á. Dưới quầy trước này nè. Quần đó bỏ lại, lấy quần đây nè. À, thấy cô chú anh chị thấy đi tới chỗ mà lấy dừa đó leo khổ đó, cô chú anh chị giá leo cực lắm các bà con mình thấy leo dừa thật ra nó cũng rất là nguy hiểm tại vì cái mùa mưa thì nó trơn mà em thì ai cũng vì cuộc sống mưu sinh cô chú ơi mỗi dừa thì có một ngày từ từ thôi nghe. Bốn mà leo mấy cái cây cao hơn nữa là cẩn thận nha Hằng ơi. Anh Giang né né đừng có quay đấy trước mặt coi chừng nó thấy sâu à. Sâu hẳn à. Không mạnh nó chịu mất cự. Tại vì né ra xéo xéo ra đi. Leo dừa nhiều khi nó nguy hiểm cái gì. Thứ nhất là rong trơn. Cái điều thứ hai nữa là trên cây dừa dễ có ong bằng. Đó. Cho nên ong bằng là cái gì? Ong á, ong kêu bằng ong bằng á. Có ong á nghe. Ong nhiều lắm. Không thật sự mà. Hằng kể bị đánh hoài luôn đó. Lên đó là bị đánh là chỉ có tuột xuống thôi. Tuột xuống phải em phải đưa hai cái chân ra, cái bụng mình phải hở ra. Bị ong hung. Không có được ma sát quá, ma sát về là tối nay lùng nó sao bữa nay nó đỏ đỏ đó nha. chỉnh ra đi. Đó giờ leo dừa có khi nào bị lỗi kỹ thuật không em? Dạ chưa anh ơi. Thôi đừng nói mấy cái đó. Lỗi kỹ thuật không? Lỗi kỹ thuật là mình nói cái vấn đề mặc quần cục và xuống ma sát á. Có hôm rong trơn quá cạo gió cái ngực thì có à cạo gió ngực ha chứ không bị chỗ khác phải không kéo vô ờ vậy mừng rồi qua hàng xe cái mắt hôm không thấy đường ờ đúng rồi ba cái đó đó tại vì hàng khói không hàng quen nó chưa làm nó tổng lắm hôm chín mấy mấy vô nó bụng quá cũng ờ tội nghiệp không mấy bữa nay mà làm suốt luôn không có thời gian nghỉ mà còn quầy nữa hả em, quầy bên kia kìa. Vậy là ba quầy này chở hết không? Ở đây dư ở đây nhà trồng dừa mình có trồng cái gì nữa không em? Có trồng dừa mai làm dặn. Mai hả? À, có mít dừa không? Ở đây có cây ổi kìa trái ngon quá trời cô chú anh chị. Kìa. Anh xin cái ổi nha dư. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây nè, cái này. U, trái này ngon nè, trái này ngon nè. Đây nè, cái này lụm được nè. Sao nó nhẹ nhẹ vậy ta? Có không biết bị hư chưa không biết à? Ủa, trái này chín luôn rồi. Ừ, ngon quá trời luôn à. Ừ. Xong cho anh đi ra lấy rớt về chúng rồi. Ừ, ổi ngon của chú chị. Anh sẽ ổi nè. Một gian mời chú chị ăn ổi. Cho ổi này ngon quá. Mà cho ổi này không biết có bị ngon không. Ừ, ngon quá. Ngon quá à. Thơm. Cái ổi này cháy nhiều quá. Chú xin cái bọc thái vàng mới đi. Trời ơi, ăn thôi xin về nó không thành. Ừ. Ngon chú rồi. Chín rồi. Thôi mấy cô chú chị. Hả? Coffee có gì ăn được không? Được chứ em. Chút coi vô đi em cho văn hết về chẳng thiếu quà. Vậy? Văn lứ. Văn lứ hả? Ừ. Cảm ơn em. Ở đã vậy? Dặn đây không? Cảm ơn nhà luôn. Ê Hằng ơi, ngồi Văn Lưới nghe Hằng. Trời ơi, cá gì ăn? Dạ. Em dư chút kêu Văn Lưới đi cho mấy cá gì ăn kìa ngon. Cá vị gì ăn? Còn lành. À ba, lát nữa bà tao chở xe em nghe dùm nha. Nhưng mà đâu có lộ vốn được. Chút đi em chở ra. Ừ. Nói chung em dư này nhìn hiền lắm cô chú anh chị. Cái chở ở đây rồi xong con ở nhà với
Em Dư này thấy chất phát cô chú anh chị. Ở nhà với bà ngoại. Cũng là người bạn. Ủa quê em là ở đâu Dư? Phước Long hả? À, ở đây là quê vợ ha. Rồi, chắc ba quầy này được rồi quá hạn Dư. Để nhiều quá chở không hết à, mốt rồi chở nữa. Rồi xuống đây có xe chở được nhiều. Rồi, rồi, rồi mai mốt có xe đi rồi chở nhiều. Có xe đi mình có xe ba gác chạy vô đây được mà. Ờ không được. Cái cầu sao vô? Phải lội ra hả? Nè cái lộ này sao vô được? Ừ. Nha. Thôi, kỹ kỹ nha. Rồi. Rồi leo xuống đi thằng ơi. Ê chúng mình đi chân lớn em ơi. Đây nè, em nha, chặt chặt vừa nè. Rồi ơi. Bộ dừa này bộ dừa ăn à. Đây là uống dừa tại nơi á cô chú anh chị ơi. Uống dừa tại gốc luôn. Tại gốc luôn á. Hả? Quá đã. Cảm ơn con nghe cô. Ôi trời mà vừa ăn luôn. Em ơi, em chặt lại cái miệng gồng gồng anh. Trời muốn ơi. Uống theo cái truyền thống á. À. Ừ, uống à. Quá đã luôn. Ăn uống với dừa đi em. Trời em uống qua đi. Ồ dừa quá trời ngon. Ôi nè cô chú anh chị mạnh mời cô chú anh chị uống trái dừa với hùng mạnh ha. Trời ơi. Nước đó. Dạ. Trái nó nước rưỡi. Dừa nước rưỡi hả chú? Ờ, dừa. Dạ. Dừa nó nước rưỡi trái. Cho cảm nhận này. Ê. Uống đi. Phải không? Không không con uống chung với hùng mạnh lây. Dạ lây con cũng uống riêng trái mới được. Đợi vậy xe đâu có xi măng rồi. Quá đã cô chú anh chị ơi. Quá đã luôn ha. Vô vô vừa mà hai người uống trái quê lắm. Dạ. Cảm ơn Dư nhiều, cảm ơn cô chú nhiều lắm nha. Đã tặng anh em con mỗi đứa trái dừa. Trời gái cười vui vẻ kìa. Không hết nổi à. Dạ. Không hết nổi cô chú anh chị ơi, no quá. Trời ơi nè. Đây, trái dừa vô vàng xong rồi em có cái miệng cho anh ơi. Quay ra coi, tránh ra coi. Không hết. Trời ơi, nhìn giữa ngay à. Trời ơi, cô chú anh chị. Không ra ngoài, cô chú anh chị uống nước dừa với em nha. Cái dừa này thì chắc có phải đi cái hơi dài lắm. Ờ kìa. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Ôi quá trời, nó bự rồi. Trời ơi, quá rồi. Quá ngon, nước dừa ngọt dữ lắm nè. Uống không hết nổi con trái. Hả? À, bây giờ mình chuẩn bị đi giăng lưới của chú anh chị ơi. Con gái cầm xuống để xuống giùm chú cái coi. Cầm xuống để xuống chú. Ừ cảm ơn con nha, để xuống giùm chú. À cái mùa này ngọt ha chú ha. Dạ. Con mất cái đâu vậy? Rồi để xuống giùm chú đi, để lại đi. Lần mấy trăm ca trái. Đó rồi chuẩn bị là đi giăng lưới. Lần mấy trăm trái á. Ở đây là hai giờ này là chồng cái chị. Ở đây là anh chị, ở đây là đại gia khu này. Cô chú tốt bụng quá. Dạ. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Cô chú anh chị đừng rời khỏi màn hình ha, để mà theo dõi đi giăng lưới. Bây giờ thì xuống xuồng giăng lưới ha. Xuống xuồng giăng lưới. Ở đây cá nhiều không anh? Nhiều lắm hả? Cùng đồng hành với anh em Hậu Giang. Còn, chúng đi vô quay ếch kìa. Đi ra, có ếch nữa hả? Giăng lưới, cá phi ngoài vuông. Trời ơi, ếch là ếch nuôi hả? Ếch nuôi. Ồ, đủ thứ hết trơn vậy ta. Ừ. Giăng lưới mà mình dính cá gì? Đủ thứ cá nha. Trời ơi, bữa nay được đi. Có khi nào dính cá chẽm không? Có khi nào dính cá chẽm không? Cá chẽm đâu có ếch. Gì vậy? Cá phi ha, cá đối không? Uống miếng nước đi. Cá đối mà có trứng là ngon lắm. Đi ra sau. Rồi đi ra sau cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị cho hẳn hai vợ chồng một like ha. Đó bây giờ cô chú anh chị đi cùng Hùng Mạnh đi ra giăng lưới nè. Rồi. Được không? Mãi giăng đi vô trong lấy cái thiệt anh chị. Ủa cá quá trời luôn rồi nè. Giăng đừng ngồi xuống đi đừng lắc quá, lắc quá nè. Sao anh ngồi anh hả? Không dám thở không nữa đó. Đồ, thở ra anh ti không đó. Sao mà lắc quá vậy? Hồi lấy em dép. Ngồi, lấy dép ngồi xuống cái cho nó an toàn cái. Ôi trời ơi. Rồi ngồi xuống đi. Cô chú anh chị. Nó bây giờ nhiều lắm hả Dư? Bây giờ đi giăng lưới của chú anh chị ơi nè. Đó. Đó hôm nay thì anh em của Hậu Giang cứ nghĩ là đi vô là
Để vừa cùng em hận thôi, nhưng mà không ngờ là em Dư kêu mấy anh em là kêu hận dân ít lứ đem mới cá về ăn. Ủa vậy là anh có phần không ta? Có chứ. Anh có luôn hả? Ồ ồ, vậy là ngon lành rồi. Anh nào cũng có nè. Vậy là chắc mai anh vô nữa quá Dư. Ồ, em này rất là hiền cô chú anh chị. Nói chung là vô đây là thấy nói chuyện rất là hiền luôn. Mà đẹp trai nữa nha. Giờ em làm gì Dư? Em làm ngoài hãng đá ngoài Mỹ về mình ruộng bên Phước Long á. À. Lâu quá chưa dặn thả. Nằm lâu. Để đi chứ. Dặn đại đi, thả đại đi. Đó, bắt đầu dặn lưới nè, chút là bắt đầu nhóc luôn cô chú anh chị. Hùng Mạnh cũng có phần trong đây nữa nha. Đưa 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 cái dặm cho hẳn bơi. Đây đây. Đây đây, hẳn ơi bơi đi em. Coi chừng có cá sấu rồi nha. Có luôn hả? Trời ơi, nhà gì nuôi đủ thứ hết trơn người ta. Nói vậy cũng có luôn. Trời ơi, nhà nuôi ếch, nuôi cá sấu, tùm lưa hết trơn. Dạ. Có mình phụ nó thì nó nhanh hơn. Hình như có dính cái gì đó nha. À, bắt đầu dặn lưới nè cô chú anh chị ơi. À. Có làm gì có? Cái gì? Làm gì có? 15 kg thiệt hả? Trời đất ơi, con cá treo 15 kg hả? Tưởng là nó chơi chứ. Dạ dạ đúng rồi chú. Bộ thiệt luôn hả Dư? Là nuôi đó hả? Trời ơi. Cá chơi 15 kg. Trời ơi. Mà ghê vậy? À, em ơi cái dương cái này mình có nuôi cá không em, nghe là cá phi nó tự nhiên. Cá tự nhiên. Cá tự nhiên ha. Cá thiên nhiên nha. Cái này mình hạ lưới là lưới qua màn ha. Lưới thường à. À. Nó chiều nay là hẳn có cá về nấu canh chua cho vợ ăn rồi đấy nha. À. Tiêu rồi ha. Ờ, ngon lành luôn. Có bạn tốt quá. Bạn em cũng hiền. Vậy là cái xe ngày mai là xuất hành ngày xe ngày mai phải không? Có cái xe nào còn làm cái nồi rồi là nhóm rồi chưa? Cô chú anh chị chia sẻ mạnh lên cô chú anh chị ơi. Ồ cái lưới này cũng dài dữ nha. Dạ chú. Dạ à, xuống ấy trong hồi chắc nhóc luôn á. Mạnh ngồi lắc quá Mạnh. Bắt đầu lắc. Dư lấy chân đẩy kìa. Trong đây ếch. Ở trời ơi ếch kìa. Trời ơi kìa, nãy giờ tưởng cá kìa. Ở đuôi nè cô chú anh chị. Quá trời luôn nè. Trời ơi quá trời. Trời ơi, làng nó trên nè. Còn con bự quá rồi ha. Bán không gậy? Dạ. Ký 50 hả chú? Bán không gậy. Quá trời ơi, ếch kìa. Mấy em này dặn khu à. Cái chân quá nè. Này bao lâu nó mới lớn vậy chú? 4 tháng à? Dạ. Ồ kìa, nổi lên tờ lưa cho kìa. Ồ, ham quá. À, nó dạng, mấy con ếch đu nó dạng. Bây giờ thả lưới nè. Thả lưới với mấy chú nè. Quá trời. Con cá dồ 15. Ô cá chê. Cá chê. Để coi thứ có không. Đúng, 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 đúng. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Cá nặng quá à, chị gãy cây luôn vậy chú. Bây giờ là bắt đầu là dở cá chê của chú anh chị ơi. Tại vì thật sự mà nghe nói con cá chê mà 15 kg thì cũng chưa từng thấy ha. Lần đầu nghe nói chứ chưa từng thấy cô chú anh chị. Ủa 15 kg sao mà đựng vô này nhỏ quá vậy? Có không chú? Ờ, nó bự nó màu vàng kìa. Gì ghê vậy? Có không? Có mà. Trời ơi, tội nghiệp chú dở cho coi rồi mà gãy mấy cái cây luôn rồi. Ủa nó ra gì chú ơi? Kìa. Ủa, trời ơi, đâu rồi? Ủa. Trời ơi kìa. Quá trời bự vậy. 15 kg luôn hả? Ủa sao thấy nhỏ vậy ta? Chưa. Phải không? Bắt ra cây hẳn. Sao bắt được? Bắt cái hẳn ôm mà hẳn. Trời ôm luôn hả? Wow. Cho mày ôm mày chụp hình luôn vậy. Trời ơi. Cái này hot trên mạng luôn nha. Rồi thôi, quá trời con cá bự rồi. Ủa,
không được, không ổn rồi, không ổn, cá này quá rồi. Trời ơi. Trời ơi, con cá, ôi, cô chú chị ơi, một cặp luôn hả chú? Bốn con rồi. Thật đổ con. Bự luôn. Thôi thôi thôi. Bự luôn. Trời ơi, cá chơi nè. Đầu tiên con cá chơi một bự. Thôi thôi, sao rồi, cho nó ra ngoài được không chú? Quá trời bự rồi. Lên lên bờ đi chú. Con mới thấy lần đầu tiên luôn. Mới thấy thiệt á. Màu vàng luôn đó. Màu vàng luôn kìa. Ẩm này hẳn. Ồ, hẳn ẩm thử coi. Coi chừng gai nữa nha. Trời. Cầm đâu, cầm đâu ba hẳn. Ê, 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 cái tay. Ê, ê, ê. Gai, 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 gai. Vụ con đó là mày mệt rồi, nó ăn ơi. Ê, đàng hoàng em, đàng hoàng, đàng hoàng. Từ từ thôi. Ốp đâu. Từ từ. Từ từ. À, chú ông con ngay, chú ông con luôn, chú ông luôn. Từ từ hả. Quả trời con cá, cô chú anh chị ơi. Không, không, cũng mệt nữa. Ủa cái đậu bị gì chú ơi? Nó nằm nhậu. Trời ơi, trời ơi. Không nổi luôn, hằng ơi, không nổi luôn. Quả trời con cá rồi. Kìa, trời ơi. Mẹ cá mà không nổi nữa mà. Ôm sao, ôm lên hằng ơi. Ê, đậu. Ôi, có chừng nha. À, còn hai con màu đen nữa. Thôi từ từ hằng ơi. Gai đó em. Trời ơi, nè cô chú anh chị. Ôi trời, thôi được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Thôi hay quá trời ơi. Khủng thiệt á. Chưa từng có cái chê nó bự cô chú chị. Trời ơi. Chú ẩm cũng không nổi luôn. Kệ đi vậy. Để cho nó hết dãy đi chú. Ừ. Không được rồi. Không nổi đâu chú ơi. Nổi chú ơi. Con này nặng lắm chứ. Quá trời con cá bự cô chú. Thôi thôi được rồi, được rồi. Thôi không nổi. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Còn con đen nữa nè. Hàng ngậm rồi, kéo ra luôn, kéo ra luôn. Còn con đen. Kéo ra luôn đi chú. Hai con đen. Thôi được rồi, được rồi. Thôi hai cá vàng thôi. Thôi được rồi. Hai cá vàng đi. Cặp vô coi cho con coi. Trời ơi, vậy là sao rồi, hạn ẩm không nổi luôn, thua vậy rồi. Đầu thử lên, cố gắng lên cái nổi không? Chắc không nổi đâu. Em ôm ngang hai cái kỳ á. Đâu ra nè. Ừ. Em ôm ngang. Em ôm ngang hai cái kỳ. Em ôm. Trời ơi kìa. Quá trời. Không ai ôm được hết trơn. Không được rồi, không được rồi. Không được thôi. Em ôm ngang hai cái kỳ á. Trời ơi, quá trời cô chú chị kìa. Trời ơi, con cá ơi. Quay ngang lại, hằng quay ngang lại cái. Quá trời ơi, trời, quá trời cá. Trời ơi, quá trời luôn. Quá trời cá rồi cô chú chị ơi. Không ngang lại chút, ngang lại chút. Hai con này nhắm có 40 kg á. Trời ơi, ha. Giờ nhắm được 20 kg chưa hằng? Em căng thôi. Con cá này nặng lắm rồi. Quá trời cá luôn rồi nè. Trời ơi. Chơi lần đầu tiên là anh em thấy siêu to khủng luôn nha. Vàng hè luôn. Rồi rồi được rồi, được rồi. Thả chú đi. Rồi vô. Một cặp luôn hả chú? Bốn con nữa. Trời ơi. Hai cá đen nữa. Cái này bao lâu rồi chú? Con này nuôi mới có 7 năm rồi. 7 năm rồi. 7 năm. Rồi phải làm lại cái mụn mày. Rồi để đây chút xíu tôi làm lại cho chú. Với cây cũng một rồi, xích vô con. Vô chúng con. Cái này bữa nào mình làm cái hồ kiến hả chú? Tính đủ, tính xe hồ kiến á. Chú ơi, nếu như có bà con nào nhà ý mà muốn chia lại hai con cá của chú nuôi thì chú có đồng ý chia không? Chắc không quá, để kỷ niệm. Để kỷ niệm luôn ha. Kỷ niệm nuôi vô. Tại vì con khi mà anh em hôm cũng có mấy ghe ở vừa ở trên bến Châu qua vùng An Giang qua đó. Dạ. Nó mua con cá màu đen con triệu rồi quá. Tại vì nếu anh em con đăng lên á thì thế nào mà bà con mà nuôi cá cảnh đồ này kia là con cá bữa hổm là con người ta mua lắm. Chú con cỡ này là cá mà nó nhỏ, cá nhỏ cái này mà người ta mua để ép đẻ đó. Dạ. Mà con chịu. Chịu dạ. Ha, là nó phân nửa con này không? Sao rồi hẳn. Mà nó bị chết cảm luôn, không bị chết. Chặt cá mà mệt luôn, không thấy mệt luôn. Mệt luôn hả? Hồi đó giờ có khi nào mà ôm con cá 15 16 kg gì chưa? Chưa. Hả? Chưa mà chưa thấy cá vàng nữa, nó hết. Dạ. Yeah. Nào chưa thấy cá vàng luôn. Nhưng mà cá này màu nó đẹp. Như bạn em nói mà chưa có vô coi lần nào. Vậy đó hả? Dạ. Vất vả như nó mới ẩm lên được phải không? Quen lắm mới được. Trời ơi. Cảm ơn chú nhiều lắm nghe, cho anh em của tụi con trải nghiệm. Vô chim dưỡng luôn. Quay cái sấu bên đó. Ơi, cái sấu luôn hả? Thôi, có cái sấu nữa hả? Thôi. Có nhiều cá quá vậy. Bữa nào đi, bữa nào vô quay cá sấu riêng. Bây giờ mình thăm lưới đi. Có chưa? Chưa thăm được. Qua này đưa lại ta chứ. Quá trời con cá chơi ôm nổi không? Không anh ơi. Nặng hả? Quá trời rồi đó, giờ có ôm cá nào vậy chưa? Chưa. Cá siêu to luôn cô chú anh chị. Đó, bây giờ thì mới hái dừa xong rồi giăng lưới nè. Giăng lưới kiếm cá ăn, ai ngờ thì gặp đúng hai con cá chê khủng. Siêu to khổng lồ, chê khủng luôn nè, ôm nãy giờ nè.
mồ hôi mồ kê. Dạ 49 kg mà ăn cá thân nữa em ơi. Dạ. Ừ. Quá trời, trời luôn mà. Đó, chuẩn bị xong rồi bắt đầu hành trình về. Thôi mình thăm lưới mới về, thăm lưới. Thì đó, bây giờ chuẩn bị thăm lưới nè. Rồi ghê ghê ra bắt đầu rồi, bắt đầu dăng lưới thăm lưới nha, thăm lưới nha. Con chú chị ơi. Bắt đầu thăm lưới nha, thăm coi đâu đâu đâu. Kìa chỗ cái đầu mí thao, mí thao trước. Ngay lại kia. Chỗ này chắc là dính nãy giờ thấy dính cũng này, to à. Bẻ dừa mệt rồi giặt lộn với em cá chê to quá rồi mệt luôn mà. Còn không biết phía bên vợ em bữa nay buôn bán như thế nào rồi. À, buôn bán thì lấy vốn rồi. Lấy vốn hả? Lấy vốn rồi còn sao lại ha. Rồi ngon lành ha. Này bán dừa với khóm với vốn ít. Bạn rồi cho dừa thêm rồi bán. Gì tốt quá, bạn tốt quá. Em dư đó cô chú anh chị. Đó. Đó thau cá nè, nãy giờ nè. Quá trời luôn. Cá phi này là chiên sốt cà, cô chú anh chị đang bá cháy bồ chét ha. Ăn cơm mà gạo khô khô nữa. Ồ, to đùng luôn. Rồi. Dính kìa 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 kìa. Trời ơi, nẹo lưới luôn rồi. Màu rồi sao giờ đây? Chỗ này sao đây? À, ở chơi hả? Trời ơi, thôi bữa nào anh vô. Bữa nào anh vô là ở chơi à. Trời ơi, nẹo luôn rồi nè. Sao gỡ nổi hẳn. Quá trời luôn. Ồ, cái này chắc đầy lưới luôn rồi. Hay là mình lên gỡ rồi. Cuốn đi, cuốn đi lên gỡ hẳn ngay chứ em gỡ tới tối luôn đó. Đúng rồi. Vô tập trung gỡ. Gom đại vô thao đi lên gỡ. Bây giờ em gỡ ngay là tới tối luôn á. Gỡ tối thiệt luôn á. Trời ơi. Ôi trời. Cái gì? Cái gì? Còn chắc đi tiêu rồi. Rồi. Gắt lưới luôn. Lưới mỏng quá. Búng một cái văng ra luôn. Phía trước dính gì nữa kìa. Cây tôm. Trời ơi, cái tôm, tôm xuống kìa, tôm xuống. Tôm xuống bự dữ vậy trời. Thử cái gốc cây. Trời ơi. Tôm xuống kìa. Dính tôm tưởng gốc cây. Trời ơi, tôm xuống kìa. Gỡ tôm ra cây. Trời ơi kìa. Tôm. Ôi nè. Tôm này tôm thiên nhiên luôn á hả? Dạ. Trời ơi, tôm xuống của chú chị. Bỏ vô đây dưới dưới trong đây nè, nó không uống đúng rồi. Tôm tưởng gốc cây. Trời ơi. Trời ơi. Kênh bờ kênh mà. Rồi văn rồi ôi kìa rồi ôi cá phi kìa cô chú anh chị ơi. Đúng rồi. Trời ơi quá rồi quá rồi. Quá rồi. Cuốn đại lên đi em. Em ơi em phải em bỏ cái thao cá nó lên xuồng đi hả? Trời ơi quá rồi. Rồi rồi rồi. Quá rồi quá rồi. Quá nẹo luôn rồi. Qua wow, cá phi này về sốt cà canh chua đồ ăn cũng ngon lắm nha. Đâu ai đi đường nào đi đường nào. Ôi ok luôn ngon lắm. Ôi đầy dữ chưa kìa. Ôi ôi quá trời ơi. Ôi quá trời của chú anh chị ơi. Nẹo luôn rồi luôn. Ôi ơi. Dính chập không à. Cái gô nó kìa. Ủa cái gô đồng bự. Quá. Ôi trời ơi con kìa. Hình như có dính thằng đó bự lắm nha. Quá trời à. Ồ cá phi quá trời luôn kìa. Ồ cái này dính quá. Trời ơi kìa. Ta kêu cho chị cá hả? Nghèo quá chân. Quá trời hết lưới luôn. Tuốt đẳng á. Còn cá bự lắm. Nẹo chân trời. Lành luôn. Mấy kg của chú anh chị ơi. Cái ta lưới mà dính toàn là cá không luôn. Kìa. Ồ. Trời ơi kìa. Ba con dính chỗ luôn. Anh lên để anh nói chuyện với người ta. Trời ơi nẹo luôn. Rồi. Rồi lên lên vô luôn. Rồi rồi. Lấy đi anh ba vô liền anh nói chuyện. Rồi cô chú anh chị ơi giờ đi vô nha. Vô nhà gỡ cá thôi. Cô chú anh chị cho em một like một lượt chia sẻ cô chú anh chị. Đó. Cho hai em ủng hộ cho em Hằng với em Dương. Cho like một lượt chia sẻ cô chú anh chị ơi.
Đó cô chú anh chị ơi, thì giờ cũng xong xuôi rồi, bây giờ em Hạnh cũng lấy dừa để mà chuẩn bị đưa về nhà. Đó thì Mạnh cũng xin phép kết thúc cái video tại đây. Cô chú anh chị cho Mạnh xin một like, một lượt đăng ký ha, để theo dõi video kế tiếp nè. Rồi thôi mình về nghe hẳn. Rồi bye bye em ơi. Bye bye. Dạ rồi Mạnh xin phép kết thúc video tại đây ạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị, trên tay của Mạnh đang cầm ngải đen, ngải chống độc của Cao Trung Sơn, hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, thoái hóa cột sống, thần kinh tọa, viêm son, viêm nhiễm, viêm búi chỉ, đặc biệt là di căn tế bào ung thư. Cô chú nào có nhu cầu đặt hàng cứ liên hệ số điện thoại ở dưới màn hình.